đã với chen đấy chứ vào rồi rồi đúng rồi giảm ngay mà đúng rồi. Cái gì anh? Quay một nào, anh em đang đang uống sinh tố nó mạnh các bạn ạ, nên là quay đông nói chuyện có duyên. Sợ bị đúng mà. Sợ bị vi phạm. Mấy mỗi anh cầm một chiếc trước mặt các anh là mỗi anh một cái cốc. Mỗi anh một chai. Đây, mình đã qua cái anh không sao. Để tính đã quá không? Đã qua chả sao. Đây đây. Thôi được rồi, quay. Đây. Kể cả cho ăn gậy cũng không sao. Đây. Mình ấy sắp cái bẫy đâu? Ừ, cái sắp cái sắp đâu? Nập kênh khác. Anh cái gì đâu mà nập khác. Mở đó. Mở cái cu. Mấy lửa. Đang ăn đâu? Mấy lửa. Cắt đi rồi. Đấy đâu hôm đâu cái bật lửa ấy, tiếc tiền thầy quá nha. Anh là thiếu bật lửa này, chỉ có tìm KK mới bao lù. Không bật lửa cái này. Ai chơi này mình nhá, một chén này. Đây có quỷ, đây có quỷ. Hôm bữa Philip nói mình như ngờ ngờ thấy ai không chạm đấy nha. Con giam đấy. Dạ. Nào một mùng muốn nó nở ra cái vậy. Thôi. Mời anh em nha. Cái thịt tê. Để ra đây đây xem này rồi. Anh vô. Linh Phi Ninh. Chào mọi người nha. Đúng rồi, Quang Linh mới lôi con thì về đến Việt Nam rồi các bạn ạ. Thôi, mời cụ nha. Thế xong rồi. Đúng rồi, bên mình mới 12 giờ đêm. Hello Hà Phương. Mới 12 giờ. Đi ra đây ngồi chấm mây chấm. Chào anh Thùy Linh nha. Nó đuổi hội em chán thật. Khi nghe tên Thùy Linh nó hay hay nhỉ. Dễ thương. Bên này mấy giờ? Đây bên này bằng này giờ. Làm giảm lại. Nguồn tình nước ngọt. Mình vậy nè. Hả? Anh Đông giờ thì cứ uống nước lã ăn béo các bạn. Hello anh Thư. Cái ban ấy để đây tạo với mày. Hello Thùy Linh Vũ nha. Mình bây giờ các bạn còn mình còn làm nào mà tăng lại cân. Thứ nhất là rất khó này. Nó là cái tạng người. Hello Hân Hằng nha. Cái thứ hai là anh em mình hay thức đêm này. Rồi đầu phải nhảy số liên tục này. Nhưng như anh Đông bây giờ là cứ ăn ngủ thôi, có gì đâu. Uống nước lã béo, và trong bản chỉ cần uống hai cốc nước lã xong rồi chiều về nó vẫn lên cân. Nói cái gì anh? Đi ra đây ngồi. Để cho anh em uống đi. Ra ngồi. Đấy. Tâm sự làm gì? Đây tâm sự làm gì? Chào tất cả mọi người. Nhập. Chào Võ Thị Thanh Thúy. Hello Thanh nha, anh phơi hết lúa rồi, lúa phơi kỹ quá nó giòn cung quốc rồi. Lúa phơi rồi đóng bao thôi các bạn. Đóng bao buộc ngon lành rồi, cân rồi. Nhập kho chưa? Cân đo đong đếm. Đã là bắt đầu nhập kho rồi. Lúa. Quay mình ngồi đi. Lúa bắt đầu nhập kho rồi. Chào Hải Lộc, chào tất cả mọi người. Chào Hải Lộc nha. Đúng rồi, con này còn đùi. Chuẩn luôn. À bên này là mùa, hết mùa mưa là vào mùa se lạnh rồi. Bao nhiêu độ? Đây. Mà nó đi được chưa? Nó đi được chưa? Với mặt. Với mặt à? Ôi tổ mái bò gì mới nữa. Bọn em cảm ơn chị Phan Thúy. Các bạn đây. Châu Phi này. 16 độ. Chỗ anh em mình đang ở này. 16 độ. 16 độ. Uy tín chưa? Hai chén đi ban ngủ hết trái. Chào. Ở dưới lên được phim này. Đây. Lúc mọi người nhìn này, lúc 6 giờ sáng này. Đúng. Đây lúc 6 giờ sáng mặt trời mọc này còn có 14 độ này. Đó. Mấy ngày nữa nó còn lạnh hơn. Mấy ngày nữa nó có 9 độ thôi. Châu Phi các bạn, mọi người cứ tưởng Châu Phi không lạnh như Châu Phi anh em mình lạnh sun hết vào. Tầm ok rồi, tầm này đang to này bằng đầu đũa rồi, gần đầu đũa rồi. Không, ở Nhật thì mình không bì được, ở Nhật thì lạnh mà có tuyết rơi, đây thì làm gì có. Bên anh em mình thì không có tuyết rơi. Như nó xe lạnh. Xe lạnh xong rồi hanh khô các bạn, mùa này hanh khô lắm. À cam ngược không đến được số à, ok đây rồi. Cái gì? Cam ngược không đếm được số là sao? Cam ngược khó nhìn nhé. À,
Xin chào hello. Hello. Đây các bạn. Đúng chưa? Hello đây cây nhánh. Mặt trời mọc này, 6 đây đây, 6 giờ sáng này. 14 độ này. 10 ngày nó 20 độ, 100 ngày 25 độ. Chào tất cả mọi người. Anh Hà đang nóng. Quẩy này mọi người này, thứ 6 tuần sau này. Thứ 6 thứ 7 tuần sau này. Có 10 độ này. Qua. Kinh nhỉ. Anh đông bên đây nhiều rắn làm bánh. Mình cũng chồng mình hài như bằng. Anh khỏe, cảm ơn Đạt Nguyễn. Chào tất cả mọi người. Hello Hồ Quân. Hello Hồ Quân, muộn rồi. Chưa muộn lắm, giờ 12 rưỡi anh em mình thường thường sẽ đi ngủ vào tầm khoảng 1 giờ. Đâu, áo này lâu rồi, áo lâu lắm rồi. Chục năm rồi. Cà lê chục năm rồi. Đâu đi, ông Linh phải đi một quay cái lại cái ấy này cái xem này. Đâu đấy? Đấy, lật lật lại. Đấy. Rồi, đấy. Chỗ anh sẽ cách biển hơn 400 cây. Khoảng tầm 400 cây. 400 cây. 400 cây là đến biển. Cách biển 400 cây. Chào mọi người, còn thở chứ chắc còn sống là thế nào? Mình không hiểu. Chào tất cả mọi người, hôm nay chủ nhật. Mọi người dậy cũng ngủ dậy sớm thế. Đây có đây. Đây mặt như ong đốt này vẫn kêu gầy, mắt sưng rồi đi đây này, núc ních này đi, núc ních anh điên này, lúc em ở nhà vợ ông chăm còn lên cân sang đây mà gầy đi. Chào Trương Sen nhé. Chào Trương Sen. Chào tôm tép mỡ. Chào Thi Nguyễn. Chào tất cả mọi người. Vui Nguyễn, chú chào, các chú chào Vui Nguyễn. Ông Đông này nhà Bắc Giang đúng không? Ông Đông ở nhà ở Thái Bình. Ông Đông ở nhà Thái Bình. Còn ông Linh Philip ở nhà Bắc Giang. Mình để cái này nó thật này. Chưa ngủ. Sớm mà mình vừa mới đăng video xong rồi chuẩn bị ngủ. Nghe mình video giờ mình đang cải lên. Cái gì anh Đông ơi? Thôi để mai nấu ăn. Khiếp giờ mà ăn vẫn ở trên cổ anh. Chưa ngủ. Ủa anh Đông. Anh mặc vest để ngồi live. Nói chuyện mọi người. Cho nó lịch sự. Cho nó được. Đoan trang. Anh. Tí lại cởi ra. Này, Hà Nội mà mưa gió này á. Có ai hỏi Linh Philip kìa, lông mày vẫn chưa làm gì? Chưa, Tết về lại. Nọ bảo sang thì người ta cho cái gói không cho. Nọ sang bảo sang nhà mình làm cái gói mà lông mày mà không nghe. Nhật lệ hôm trước chí rồi, Nhật lệ bảo hôm nào anh về em đưa đi mà. Hiện tại mình anh em mình đủ người rồi nhé. Anh Hoan này. Ok, Đinh Duy Tân hôm nay anh đã triển khai làm lúa rồi. Nhưng mà không biết mùa khô này thì có ăn thua gì không. Thử triển khai một mảnh. Đề xuất. Anh Hoan đăng quả này đâu, này là Linh gắn lên tường. Thì mấy mặt này đánh không? Sướng lắm. Có tên mặt là bấm cho khoản đánh. Anh Hoan đi.